chị Lan. Anh Thanh ạ, anh chị cho em hỏi là anh Nam có ở đây không ạ? Anh Nam á? Vâng. Anh ý. Nam á? Chơi game với anh ở đây cả buổi sáng. Lúc nãy hình như là công ty có việc gì đấy nên là cậu ấy đi gấp rồi. Đấy, công ty của anh ý cứ kỳ quặc như thế đấy ạ. Mấy lần đang đi chơi với em cũng phải về gấp có việc. Anh khuyên nhủ Nam rồi, tìm cái việc nào đấy khác đi để mà làm. Nhưng mà Nam bảo là công việc đấy lương cao mà lại đang có cơ hội thăng tiến nữa. Thật ý ạ? Ừ, em hỏi chị Lan thử xem. Đúng đấy. Vậy thôi, em cảm ơn anh chị nhá. Em đi đây ạ. Đi cẩn thận nhá. Em chào anh chị ạ. Sao anh lại nói dối ngay như thế? Rõ ràng cả ngày hôm nay anh Nam không có ở đây mà. Nam nó có nhờ anh giúp rồi. Nhưng mà có nhất thiết bắt em hùa vào cùng câu nói dối này không? Mình giúp cho Nga với cả cho Nam không cãi nhau mà hòa thuận hơn. Đấy là mình làm việc có ích rồi còn gì nữa, có đúng không? Thôi, đi vào, nhanh lên. Đẹp. Em xem là không tin vào anh được. Thấy chưa, được không? Anh chụp lại đi. Rồi đây. Tư vấn linh tài linh tình. Anh. Anh. Chào Lan. Anh đi đâu đấy? Anh đi ngồi cà phê với cả đồng nghiệp. Lan ơi, cho anh mượn anh Thanh của em một tí nhá. Kiếm em vụ này đấy. Biết rồi. Alo, Nga. Bọn anh đang chơi game. Nam nó vừa đi vệ sinh cho nên anh nghe hộ nó cái điện thoại. Ôi Lan ngồi nhá, anh đi đây. Đợi anh lâu không? Mặt làm sao thế? Anh đây nhá. Anh em trên bến dưới thuyền, có khi lại học nhau. Nam là nam, anh là anh, giống tính nhau làm sao được. Nhớ hết. Sao mày không nói hết chuyện cho Nga biết? Lúc tao sợ anh ấy giận. Mà anh cũng chặn tao rồi, không được nói cho Nga biết mà. Đâu đấy? Anh Nam đây. Anh Thanh đi toilet nên là anh nghe máy hổ. Bọn anh đang ở nhà ông bạn chơi mấy bật game, xong tí về nhá. Anh Thanh. Em, sao em bảo đi mua sắm mà lại ở đây? Lan, anh xin giới thiệu với em, đây là bạn gái mới của anh. Ai là bạn gái của anh? Kìa em. Như em thấy đấy, là anh đi ngang qua thì gặp Nam với cả bạn ngồi trên này. Xong rồi Nam nó gọi anh vào. Còn hai đứa đưa nhau về đi, ngồi đây lại. Vâng, thế bọn em. Đồ khốn nạn. Kìa, Nam ơi, bạn làm sao kia? Bạn gái em dạo này tính tình thất thường quá. Anh với cả Lan thông cảm cho em với nhá. Em thấy chắc là cô ấy hiểu nhầm cái gì thôi. Đổ tội. Vì tôi yêu anh nên tôi hùa cùng anh để lừa Nga. Để tôi. Xong bây giờ tôi nhận quả đắng thế này à? Mà tôi quên, vật ọp theo loài. Lan ơi, Lan nghe anh nói đã. Lan ơi, anh bảo này, em cứ bình tĩnh đã. Mọi chuyện thật sự là không như những gì em nghĩ đâu. Cái tắt này thay cho Nga. Hỏng hết rồi. Quả đắng này ngọt quá anh ạ.